Con mời bác. Cảm ơn con. Dạ thưa ba, mới tới. Ba đỡ hơn chưa ba? Cảm ơn con, ba đỡ rồi. Tuần rồi con định đến thăm ba, nhưng mà tại công việc con nhiều quá nên con chưa đến được. Ba thông cảm cho con nha. Có gì đâu. Lấy một cái ghế đi. Con à. Dạ sao ba? Tôi nói lấy giùm tôi cái ghế. Không nghe hả? Rót giùm miếng nước luôn nha. Trời nóng lắm. Bỏ thêm ít đá nữa. Hân à, cô Phúc đây là... Phúc, em mới tới chơi hả? Dạ. Ủa, cô ta không phải là điều dưỡng hả? Chị Phúc á, là bạn của em. Nghe ba bệnh nên là chỉ tới thăm. Phúc là chị họ của Nhân đó. Tôi xin lỗi nha. Nhưng mà nếu cô nói ra trước thì tôi đâu có hiểu lầm. Chuyện này đâu phải lỗi của mình tôi. Chị mới kỳ á. Đáng lẽ ra chị phải hỏi người ta là ai rồi biết cách cư xử sao cho phù hợp chứ. Sao cô... Thôi Hân. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.